Oxfam và các tổ chức cứu trợ khác hôm 9 tháng 12 cho biết, các nước giàu đã đảm bảo đủ vaccine phòng COVID-19 để bảo vệ toàn bộ dân số nước họ, với số lượng đủ để tiêm gần 3 đợt cho đến cuối năm 2021, làm mất đi cơ hội sử dụng vaccine ở các nước nghèo hơn. Riêng Canada là quốc gia đã mua khối lượng vaccine đủ cho 5 đợt tiêm cho tất cả công dân. Mới đây, nước Anh đã phê duyệt vaccine của hãng Pfizer, thắp lên hy vọng dập tắt dịch bệnh tại nước này. Oxfam và các tổ chức như Ân xá Quốc tế, Tổ chức Tuyến đầu chống S, Công lý Toàn cầu ngay bây giờ đã hối thúc các chính phủ và ngành dược có hành động để đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ vaccine được chia sẻ rộng rãi. Chúng ta không có đủ nguồn cung vaccine, lượng sản xuất hiện nay là chưa đủ. Vấn đề thứ hai là các nước giàu đã mua trước phần lớn lượng vaccine dự kiến sản xuất cho năm tới. Đây sẽ không thành cuộc cạnh tranh giành vaccine giữa các nước nghèo với các nước giàu nếu như chúng ta khắc phục được vấn đề nguồn cung. Và để đạt được điều đó, chúng ta cần các tập đoàn dược phẩm chia sẻ nền khoa học vaccine của họ và cách chuyển giao công nghệ để có thêm nhiều nhà sản xuất có thể nhập cuộc và sản xuất hàng loạt thì chúng ta mới có thể đưa vaccine đến tay người cần nhanh nhất có thể. Trong năm nay, Tổ chức Y tế Thế giới cũng liên tục kêu gọi các chính phủ đưa vấn đề vaccine phòng COVID-19 trở thành hàng hóa cộng đồng. Tổ chức Y tế Thế giới đã phát động chương trình vaccine toàn cầu nhằm đảm bảo phân phát công bằng vaccine và đã có 189 nước tham gia. Chương trình vaccine toàn cầu COVAX hy vọng sẽ được phân phát khoảng 2 tỷ liều vào cuối năm 2021, nhưng cũng chỉ có thể phục vụ 20% dân số của các nước tham gia chương trình. Osfarm ủng hộ đề xuất của Nam Phi và Ấn Độ, trình hội đồng tổ chức thương mại thế giới bỏ quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine, xét nghiệm cũng như các phương thức điều trị COVID-19.